cá ba bè nhỏ ra vậy hả? Ừ, bè nhỏ vậy á. Ủa, cái còn cái này là bà để làm gì? Để cho chó ăn. À, cái này xương để cho chó ăn hả? Còn bà ăn có nhiêu đây thôi? Ờ, ăn có bao nhiêu đây? Ồ. Đây đủ hết, này không có thiếu gì hết. Không thiếu gì hết. Cá khô, muối, bột ngọt, dầu, tương, gạo, mì tôm, đầy đủ hết. Mời con. Dạ. Từ từ, trơn lắm. Từ từ thôi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận. Chết rồi, xa lầy rồi. Xe này yếu quá lên không được. Đông ơi, xa lầy rồi. Xe này lên không được này. Nguy hiểm quá. Nó vừa trơn nữa cả nhà. Vô số 1 luôn mà lên không nổi. Rồi lên được rồi, may quá. Hết số rồi. Khúc này lên không được rồi. Đẩy, lên không được. Số 1 rồi á. Số 1 rồi mà lên không được. Nó trơn là cái cục đá dưới này nè. Đẩy. Sao không đẩy thôi chứ đừng có nhấc. Đẩy. Đường khó đi quá cả nhà. Rồi ok, lên được rồi. Ok. Đây. Đi tiếp. Cúp đây đi nguy hiểm quá. Số bác đang dẫn cả nhà đi vào trong rừng, trong núi để thăm bà con người đồng bào Rắc Lây nha cả nhà. Mấy ngày nay nó mưa á, đi ngang qua suối nước nó lớn. Smart Vlog mến chào cả nhà thân thương đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ video ngày hôm nay nha. Sáng hôm nay Xuân Bắc cùng với anh Đồng lại tiếp tục dẫn cả nhà đi lên những cái vùng núi rất là xa xôi để mà thăm cuộc sống người đồng bào Rắc Lây. Họ sống ở trên núi này cả nhà. Ngay phía trước mặt cả nhà đang theo dõi của màn nhỏ, đó là một cái canh chòi ở trên cái vùng núi ở trên này. Mấy ngày nay ở trên núi mưa rất là nhiều cả nhà, và mưa là mưa nguyên một ngày luôn. Thì sáng hôm nay rất là may khi mà đi lên trên này là mưa tạnh. Hai anh em Xuân Bắc và anh Đồng băng qua những cái con suối nước ngập rất là cao cả nhà. Xe bị sa lầy luôn. Bây giờ thì Xuân Bắc mời cả nhà cùng với kênh tìm hiểu cuộc sống của người đồng bào Rắc Lây hoàn cảnh ngày hôm nay. Xem là họ sống trên này như thế nào cả nhà.
Bây giờ cả nhà theo Xuân Mắt đi vào trong này, coi có ai trong này không nha cả nhà. Xuân Mắt thấy ở đây á, cái nhà là họ dựng bằng những cái cây cây củi khô hả cả nhà. Cây củi khô họ kết lại, xen kẽ nhau và họ dựng lên thành cái vách này. Nó hở nhiều lắm. Dạ, có ai ở nhà không? À dạ, con chào cô. Có người ở nhà cả nhà. Mình vào mình trò chuyện với cô ở đây chút xíu nha. Dạ, con chào cô. Để Xuân Mắt bỏ cái quần xuống, sáng đi sắn nước nó cao quá. Mấy nay nó mưa dữ cô ha. Mưa hôm qua mưa nhỏ. Dạ. Kia là mưa lớn. À. Mưa lớn thì nước nhiều quá. Ngày nào cũng mưa hả cô? Ừ. Cho con đeo cái này cho cô chút xíu nha. Ừ. Cô mặc áo kín cổ luôn, chắc cho con xin phép con kéo cái này xuống tí. Lạnh. Lạnh. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cô cho con hỏi là cô tên gì? Tên cô á? Tên hả? Dạ. Rít. Cô Rít. 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 Rít hả? Ừ, Rít. Rít. À. Cô Rít. Cô Rít. Dạ. Cô Rít năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 6 tuổi. 60 tuổi. Dạ, 60 tuổi. 60 tuổi. Dạ. Cô đang làm cái gì hả cô? À, cô một đang người, lấy nước hả? Lấy nước. Lấy nước vô bình. Vô bình. Vô bình. Nước này là mình lấy ở đâu cô? Nước này nước mưa nè. À, nước mưa. Nước mưa. Ở thùng đó, mình để đó đó. Hay nước đài rồi mình xách vô đây. Dạ, mấy nay nó mưa là mình hứng nước mưa hả cô? Uống nước mưa không? Dạ. Hay năng là mình làm mương, làm hút một bên đó. Làm dạ. Cô làm gì? Hàng ngày cô làm công việc gì ở trên này? Ồ, không có làm gì đâu. Không làm gì hả? Ở không hề, ở chuối không hề. Dạ. Cho heo ăn, cắt sắc rau heo là kim canh kia ăn bảy ba hề. Nuôi heo. Nuôi heo. Rồi nuôi gì nữa? Nuôi gà. Nuôi gà. Nuôi chó. Nuôi chó. Ừ, có bao nhiêu đó hề. Dạ. Ừ. Nuôi mấy con heo cô? Có hai con nhỏ hề. Có hai con nhỏ hề. Trời ơi, cô cười tươi quá luôn. Mấy nay nó mưa trời lạnh rồi cô ha. Ừ, lạnh chứ. Dạ. Lạnh nhiều lắm mà, mình già rồi. À, cô năm nay 60 tuổi rồi. Ừ, 60 tuổi rồi. Dạ. Cô ở trên này bao lâu rồi? Cô ở với ai trên này? Ở bên đây là... Hồi đó là con chưa có bắt giữ bắt chồng thôi. Ở chung đây à. Là con gái là bắt chồng rồi là người ta đi theo chồng. Theo chồng. Ừ, đi làm ăn theo chồng. À, đi làm ăn theo chồng luôn. Ừ, là ở có một mình bà thơ. Có một mình thôi. Ừ. À, ông đâu bà? À. Ông chết rồi, ông chết lâu rồi. Dạ. Ừ. Ông chết là hơn 3-4 năm đây rồi. Là ông mất 3-4 năm rồi. Ừ, ông mất là hơn, dạ. Hơn 3-4 năm rồi. Là bây giờ con cái là đi ở riêng ở xa hết rồi. Ừ, ở riêng ở xa hết rồi. Còn có mình bà ở trên này thôi. À. Bà năm nay là 60 tuổi rồi cả nhà. 60 tuổi thì bà ở trên này có một mình. À. Bà ở tới nay là bao nhiêu năm? Hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. Hồi xưa đến giờ là ở trên này. Hồi mưa tên mưa hồi xưa tới bây giờ là hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm ở trên này. Hơn 30 năm rồi. Dạ. Ở đây nó lâu rồi. Lâu rồi. Ừ, lâu rồi. Dạ. Là già rồi là bà già không có nhớ nữa. Giờ không nhớ là bao nhiêu năm nữa. Ừ. Lâu quá rồi. Lâu quá rồi. Dạ. Ừ. Hồi xưa là có con cái, lúc mà con cái là chưa có gia đình là đang ở đây với bà ha. Ừ. Bây giờ có gia đình rồi là ở xa rồi. Ở xa rồi. Đi làm ăn với chồng hả? À, đi làm hụt dẻ, hụt cái gì đó, con làm công ty á. À. Ừ, đi làm công ty. Rồi có hay lên đây thăm bà không? Hai tuần nó đi thăm một lần. Hai tuần đi thăm một lần. À, hai tuần lên thăm lần. Ừ.
Sao bà không ở dưới với con cái? Ở chỗ mà con cái ở đó. Con cái con đi theo vợ. À, ở bên vợ hả? Đi theo vợ con á, Dạ. là con tay là đi theo vợ, là con gái thì ở riêng, phải mình ở một mình tôi, Ở ở một một mình mình tôi. bà thôi. Dạ, bà kêu ở mình tôi. Có nghĩa là bà là ba mấy người con gái, mấy người con trai bà? Con trai thì 3 đứa, À, con gái thì 3 đứa, ba trai ba gái ba gái ba là có trai, gia đình hết rồi. có gia đình hết rồi á, À, có như đó. con trai là lấy vợ xong là ở bên vợ luôn. Ở bên vợ, Dạ, còn con gái thì cũng ở riêng luôn, ở riêng. có mình bà ở trên này thôi. Dạ, sáng giờ bà ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm như cá khô. À, ăn cơm với cá khô. À, nhà còn cơm còn cá không bà? Không có nữa đâu. Không có hả? Mua 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 bao nhiêu đó là đem 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 qua rồi đây, đem À, đem ăn bên rồi. rồi hàng ngày là bà nấu cơm bà ăn. Ngày bà ăn mấy bữa? Một ngày ăn 3 bữa. Ăn 3 bữa. Sáng ăn gì? Sáng không có ăn cơm là tôi không ăn cơm, trưa là ăn cơm là tôi là không ăn cơm. Ăn cơm không à? Không có Ăn cơm ăn. không thôi. Ăn cơm không này À, là nấu canh chua và ăn. trên này bà có mua thịt cá lên trên này không? Thịt cá hả? Có thịt không? Không có thịt, Không có thịt hả? không có thịt. Có cá không? Cá có, Cá có. cá À. mua cá ăn bơi ba Đâu bà cho con coi tí nào. hè. Đây này, cá đây này, ăn cá vậy á. À, 3 con cá cả nhà. Cá này cá gì bà ha? Cá liệt. Cá lịt hả? Cá liệt. 3 con cá. À, con này bự nhất nè cả nhà. Hai con này có chút xíu à. Lần mua có mấy con về là để dành ăn hả bà? Dân ăn hay một ngày 2 ngày. À, khi nào có tiền mới mua hả? Hay có tiền mua. Có mấy con cá cơm mà sao mắt lên cầm sao thấy nó mềm quá. Hình như bà mua cái này cũng lâu lâu rồi nè. Lâu rồi. Này bà mua lâu rồi hả? Sao bà không ăn đi để nhớ mai hư sao? Để cho ăn, Để chó ăn hả? để cho ăn. À, cái này bà mua lâu rồi. Lâu rồi, hơn hơn 1 tháng rồi. Ôi, hơn 1 tháng rồi. Vậy là cái này cũng cũng hư, kiểu như hư rồi. Hư là để cho chó À, bà ăn. để cho chó ăn, nó mềm quá, sao mắt thấy kiểu như nó rã Rồi, cái thịt cá đó rồi. là cá cá đây là ăn ăn bây giờ này, tươi này ăn À, nè. trưa nay nấu ăn. Nó canh chua. À, có chút xíu cá thôi cả nhà. Không có gì Rồi đâu. ở đây bà đang làm gì ở đây vậy bà? Đây là rau heo này, cam cam heo Cái này nên rau heo hả? rau muống À, rau muống bà cắt. cắt lên cho nó ăn. À, Tụng tụng như cam đây nè trộn với này, cám ở đây. cam đây nè. Dạ. Con thấy ở đây có trái mướp này. Tay múc một cái Mướp này là bà trồng hay là sao? toàn Bà trồng hả? toàn ở nhà. À, trồng để lấy cái ăn hả? Lấy canh Dạ. ăn. Đó, trái mướp của bà rất là đẹp cả nhà. Trưa nay bà nấu canh mướp hả? Canh mướp với cá hả? Cá À, khô đây nè, dạ. bỏ bỏ vô cá khô đây nè. Bỏ vô cá khô. Vậy là nấu canh mướp với cá khô ăn. Hôm nay bà nấu mấy con cá? Một con Dạ. ăn một con, hai tôi là ăn một con, hay là Trường canh con. canh canh dư là mình ăn canh đó lại. Rồi hết tiền, ví dụ như ăn cá hết. Hai hết là xuống 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 Bà, từ đây mua bà đi xuống dưới làng xa không? Xa lắm dữ ạ. lăng đây này, lăng ở Phước Khánh đây này. À, Phước Kháng, vậy là ở Phước Kháng là cũng xa lắm cả nhà. Bà đi tút xuống dưới chỗ cái nhà dưới làng đúng không? À, dạ. Bà đi bộ xuống dưới hả? Đi bộ xuống luôn cả nhà. Dạ, con để đây xíu bà nấu nha. Sao mất mời cả nhà vô trong này coi bà làm gì trong này nè cả nhà. Phía trước mặt bà
Smart thấy có một cái ấm nước. Dạ. Bà luộc chuối hả bà? Dạ, luộc chuối nè, luộc chuối ăn trưa nè. Luộc chuối ăn trưa. À. Trong này có bao nhiêu trái chuối? Một nải này á. À. Một nhánh. Dạ. Một nhánh của trái chuối là bà luộc. Là luộc là ăn một ngày đây không hết đâu, ăn mai lại, mai ăn lại. À, ăn hôm nay với ngày mai. Ừ. Ăn dạ. Hôm nay là ngày mai mà ăn hết. Chuối này là ở đâu bà? Ở Bà Râu. Ở Bà Râu hả? Ừ, ở Bà Râu. Là nhà dưới làng. Dạ, ở làng á. Dạ. Con tầng ở nhà là nó già rồi, chắc là đem chủ nhật bữa nè, đem tới nè. Dạ. Hai chủ nhật là nó xuống thăm mẹ. Thăm à, mẹ con gái là, lên thăm bà. À, thăm bà, thăm mẹ là đem cái gì? Đem chuối lên cho bà. Đem chuối được ăn. Con gái lên thăm bà có dắt cháu theo không? Dắt theo chứ. Hai dắt đứa. Lên thăm bà nội. Ừ, thăm bà nội. Dạ. Bà nội ở trên này một mình chắc nhớ con, nhớ cháu ha. Nhớ chứ sao mà không nhớ. Ừ. Xa dạ. Mà phải gần hơn. Dạ. Ừ. Xa mà. Ừ. Chứ đâu có phải ở gần. Ở gần thì nó... Ở gần thì mình đi qua... Ở sông Lăng thì mình đi là thay cháu, thay đồ. Dạ. Bên này là ở núi mà xa nữa mà đâu có thấy người đâu. Dạ. À. Bà ở một mình trên này một ta. Mình chắc cũng buồn dữ bà ha. Quen rồi mà không buồn nữa đâu. Quen rồi. Quen rồi. Không buồn nữa. Không buồn nữa. Dạ. Chỉ có nhớ con nhớ cháu thôi. Ừ. Hay nhớ cháu thì mình cũng không nín thơ. Đâu có nói ra được. Dạ. Phải thấy người không mình nói ra. Ở một mình bà thì tôi nên thiên thờ. Dạ. Bà có nhà dưới làng không? Có. Có nhà dưới làng hả? Ừ. Nhà dưới làng rồi sao bà không ở nhà dưới làng? Ở quen ở núi rồi. Ở từ xưa tới giờ trên núi quen rồi. Quen ở núi rồi. Dạ. Mình phải đi ở núi không à? Hồi xưa mà lúc mà ông còn sống đó. Thì hai ông bà làm gì trên này? Làm rồi là mình tỉa bắp, tỉa chuối, tỉa tại đủ. Làm cái gì đó mình tỉa phai này, phai lăng á. Trồng khoai. Trồng phai, trồng đủ. Tại đủ là chuối. Chuối. Ừ. Có trồng bắp luôn. Trồng bắp luôn. Mình năm nay rồi. Bà có trồng bắp không? Không có làm gì hết rồi, năm nay. Không làm gì hết không hả? Không có năm già rồi, năm không nở nữa đâu. À. Ở trong chòi không à. Ở trong chòi không thôi. Ở trong chòi không à. Rồi nuôi heo, nuôi gà vậy thôi. Nuôi gà, nuôi heo thơ. Dạ. Không có làm gì hết. Năm không có nở nữa đây, mình già rồi. Năm có nở nữa đâu. Dạ. Cái nồi bên kia là cái nồi gì bà? Cháo heo. À. Đây này, cháo heo. Cháo heo. Ừ. Cháo nấu cho heo ăn. Ừ. Cái này bà nấu lâu chưa? Nấu hôm qua. Nấu hôm qua hả? Ừ. Củi này là bà để bà chụm bếp hả? À. Hay mưa lắm thì mình châm nó không có ăn. Là cất vô chòi. Dạ. Rồi cho nó khô. À. Ừ. Nó mưa nó tạt vô nó ướt củi hả bà? Không có đâu. Không có tạp vô đâu. Có tạp vô không? Không có đâu. Không tạp hả? Ừ. Ướt củi là bà mang đi bà phơi. Ừ. Dạ. Phơi hơi nắng. Con thấy cái vách, cái căn chòi của bà đấy. Nó hở lỗ rất là nhiều luôn. Ừ. Nó thưa đó bà. Lâu rồi. Hơn 6-7 năm rồi. Trong là... Quay nó sổ chứ rất lâu rồi. Lâu rồi hả? Ừ, lâu rồi. Cất choài để lâu rồi. Dạ. Ừ, phải nó cũ chứ. Là con cái cất cho bà hả? À, con cái cất á. Dạ. Ừ. Cất cho bà ở trên này. Ừ.
Là hồi xưa cái canh chòi này, canh chòi hồi trước nó cũng ở đây hả? Ở Rồi đây hư xong rồi bà lại cất lại. hay hư là mình tháo cái đây ra là chắc chắc cái cây làm lại. Chặt cây làm lại. Dạ. Ừ. Bà đói bụng chưa? Chưa Dạ. có Bà. 11 giờ thì đói đói bụng là ăn. À. 11 giờ là ăn. 11 giờ là ăn, sáng ăn một giấc, trưa ăn một giấc, chiều ăn giấc nữa. Tối mấy giờ bà đi ngủ? 8 giờ là ngủ. 8 giờ ngủ. Tám Dạ. giờ là ngủ. Con thấy ở trên bên trên á có một cái nồi. Cái nồi trên đó là nồi gì bà? Cái nồi trên này Đây chứ nào. nè. Trên này nè. Đây hả? Dạ, đây là cái khu vực bếp bà ở này cả Ăn nhà. cơm. À. Cơm nấu hôm qua nè. Cơm nấu hôm qua. Cơm này bà nấu bà ăn hả? Dạ. Bữa nay là bà không ăn nữa là để cho ăn là nấu cơm khác khác À, lại. nấu cơm khác lại. Ăn lại là cơm đây là để con chó. À, để cho chó. Để cho chó hôm qua rồi, Để cho cơm hôm mấy anh qua cuốn rồi. ha. Dạ. Đây là muối. Muối. Muối Muối hạt hả bà? nè. Muối hột. Muối hột. Đây nè, muối hột À, nè. muối hột. Đây bịch muối của bà này. Muối này bà nấu ăn đó hả? Dạ. Bỏ canh vô. À. Hai mình nấu canh thì bỏ vô. Cái canh chòi của bà nó cũng rất là thấp luôn cả nhà. Có chút xíu à. Bà ở trên này hai mươi mấy năm rồi. Ở trên ba trên chục rừng, năm trên núi. 30 năm 40 năm rồi, Lâu dữ vậy hả lâu bà? rồi. Dạ. Ở đây là mưa hồi đó thì cỡ là hai chục tuổi, 20 tuổi là mưa hồi đó tới bây giờ là sáu chục tuổi rồi nè. Dạ, bây giờ là Lâu 60 tuổi rồi. 60 tuổi Ở rồi. từ hồi 20 tuổi hả? Vậy là 40 năm hả? À, Lâu rồi. lâu quá rồi. Dạ. Sao bác đang đi lui ra để quay hết cái canh chòi của bà cho cả nhà xem. Bà sống ở canh chòi này nó cũng đơn sơ thôi. Cái chỗ bà ngủ là chỗ này hả bà? Hai ngủ là xếp 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 qua xếp đồ đây là đây bên đó là ngủ trên giường đây. Ngủ trên giường đây. Là đồ cái cô đây đồ đây là xếp qua bên đó lại. Dạ. Đồ là khi bà ngủ là bà dọn dẹp lại. Dọn dẹp lại. Rồi bà trải chiếu ra bà nằm. Dạ, có chiếu có mùng luôn bà Chiếu mùng mền gì ha. đủ Dạ. đủ đủ hết à. Chỗ này bà ngủ đó. Mưa nó có tạt theo cái hướng này không bà? Tập chứ. Có tạt hả? Có tập chứ. Hai mưa qua bên đây này tập cho đây này. Cái hướng này con nghĩ là mưa là nó tạt thẳng vô cái chỗ giường bà nằm luôn á. Rồi ví dụ như tối á, hoặc những cái lúc bà nằm ngủ á, nó mưa thì bà nằm đâu? Qua bên đây nằm. Bên đó thì À. hai ước là qua bên đây Cái góc ngủ. này ướt, có nghĩa là bà nói là cái góc bên này ướt là bà qua cái góc đầu giường bên này bà nằm. À. Trời ơi. Rồi có khi nào nó hắt mưa vào tới chỗ này không? Không có đâu. Không hả? À, nó chỉ hắt vô khoảng Cứ giữa giữa này có thôi bao ha. nhiêu đó à, cứ học ở đó đó. Dạ. Thấy thương cuộc sống của bà cụ quá cả nha. 60 tuổi mà ở trên này có một mình thôi. Nuôi gà, nuôi heo. Nuôi mấy em cún nữa. Cho nó ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi nè. Dạ. Bà kêu heo ra con coi tí bà. Ê con chừng té bà ơi. Trời ơi bà. Anh Bà cẩn thận. Chắc nó no nó vô nó ngủ rồi. Hay là nó thấy người lạ. Hai bé heo có xíu thôi cả nhà. Bà nuôi lâu chưa? Thằng rư. À, nuôi được tháng rưỡi rồi.
Heo này là bà mua hay là ai cho? Mua. Mua. Ừ, mua. Mua nhiêu một con bà? Bà mua thì một con bà bông bông tầm rưỡi. 450 một con. Ừ. Con cái mua cho bà hay sao? Một con cái, một con đực, một con đực, một con cái. Dạ, Ừ. ý con hỏi là con của bà mua cho bà hay sao? Mua 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 heo heo người 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 kinh. À, dạ. Bà nghe nhiều khi bà không nghe rõ tiếng Xuân Bắc hỏi á cả nhà. Bây giờ nó no rồi cho nó nghỉ ngơi bà Ừ. ha. Dạ. Nhà ăn no rồi. Một ngày bà cho nó ăn mấy lần bà? 2 lần. Hai lần. 2 lần. Sáng chiều hả? Ừ, sáng tối sáng này là tối này mới cho ăn lại, 5 giờ nó cho ăn lại. Dạ. Ừ. Ngoài này là cái mặt trước của cái căn chòi của bà nè cả nhà. Đó, bà đang rửa lại cái chậu á, cho heo ăn. Cả nhà có thể nhìn thấy thì bà dựng lên á, có một miếng tôn ở bên dưới à. Còn xung quanh á toàn là những cây củi không à. Nó xen kẽ nhau nhưng mà cái vách á nó rất là thưa cả nhà. Nhìn xa thì mình thấy đẹp đó, nhưng mà nhìn lại gần á thì nó lỗ lỗ không à cả nhà. Còn bên kia là chuồng gì bà? Sau lưng bà đó. Chuồng gà. Chuồng gà hả? Ừ. Bà nuôi mấy con gà? 5 con mẹ. 5 con gà gà mái. Con gà mái, con gà gà cò là 2 con. Một con gà cò là hai Ồ, con. ừ, À, con 2 con gà cò. không, 2 con gà cò. Gà cò là 5 con gà gà mái. À. Ừ, có bao nhiêu đó? Dạ, có nhiêu đó Có à. Dạ. nhiêu đó. Bà chắc chắc cuối cuối tư là nó để đây trên nó khô là chấm lấy chấm củi chấm lửa. Cái này củi bà chặt luôn đó hả? Ừ. Bà tự chặt luôn. Ừ. Bà chặt củi này ở đâu? Rào cái rào đây này chắc ở đây không à. À. Rồi cái chắc xa đi, đi chắc không có nở. À, Lại đi xa không nổi. đi xa không có nổi là chắc bên đây không à. À, mấy cái cây khô xung Rồi. quanh đây. À. Dạ. Là bà về bà xếp ở đây Ừ, bà phơi. bà xếp cho đây. Rồi nó mưa rồi bà có cái gì bà chùm không? Chôm chứ. Hai chôm hết là hai hai, hai mưa miếc thì ướt thì để cất trong chòi nó Mưa rồi khô. bà lại mang vào chòi bà cất. Ừ, cất trong chòi là hai nó khô là mình chôm lửa. Một mình bà nguyên ngoan ngoan nguyên cái đống củi này vào trong chòi cất luôn. Ừ. Mưa Chôm là hết chứ. mưa lại mang ra. Không có mang ra nữa đâu, để mưa gì cũng không để đây, lấy 2 3 3 cục thôi để từng từng chòi À, có nghĩa là bà mưa nắng gì bà cũng để đây hết. á, để hết Chỉ có mưa khi nào mưa bà lấy 2 3 cây bà mang vô trong bà cất để bà nấu, rồi. bà chùm. Ừ. Còn bà đi chặt củi về là bà xếp ở đây. À. Dạ. Nguyên một đống củi bự luôn cả nhà. Bà để dành bà chụp. Thì bà chia sẻ là bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà không có đi lên núi được nữa. Không còn sức nó đi xa bà À, đi xa đi không có nơi nữa đâu. ha. Dạ. Ở chòi không à. Mình có chặt củi mình bán không bà? Bánh măng có nổi rồi. Không mang nổi Không có hả? măng nổi rồi. Dạ. Để chắc để mình trong trong rồi đây thơ. Ừ. Hồi trước mà bà còn trồng bắp được á, bà còn khỏe bà còn trồng bắp thì bà trồng bắp ở đâu, xa đây không? Xa lắm. Đây này làm rễ không này tầng tầng đáp không đây này là hai hai tớ mùa mình thu thu hoạch đem về nhà mương mương xe người ta mương xe người ta chở về nhà Trở về nhà. hay chở về nhà Trở về nhà với bắp làng. ở làng á Dạ. ở làng Bà Rau á Là khi nào thu hoạch bắp là mướn xe trở về. à. Dạ.
Nhưng mà năm nay là không có trồng bắp. Không trồng bắp đâu, hơn 20 năm rồi không có trồng bắp nữa đâu. À hơn 20 năm rồi không trồng. Có nghĩa là hồi xưa trồng thôi. Hồi xưa là trồng bắp, trồng chuối, cây đầy đủ cái đó. Cây phai lăng phai cái đó mình trồng. Bây giờ già rồi không trồng nữa. Già rồi không có trồng cây không này. Đâu có tầng, đâu có làm nữa. Dạ. Không thay rời nữa đâu. Rồi bà làm gì để bà có tiền bà mua gạo? Mua... Con cho, con gái cho. Con cái cho. Con cái cho là một người một tam, một người hai tam cho. À. Cho là con gái là cho là năm tam. Là mua đồ ăn, mua gạo ăn. À. Không có làm ruộng đâu. Dạ. Không có làm ruộng đâu là mua gạo. Mua gạo ở quán ăn không à? Dạ. Bà ở trên này một mình. Lâu lâu con gái lên. Con cái lên thì hết tiền thì con cái cho tiền mua gạo. Mua gạo ăn là mua cá khô. Mua cá khô ăn. Lần bà mua có chút chút vậy thôi hả? Mua chút chút sao mua không có mua nhiều đâu. Dạ. Mua vậy là ăn. Hay mua nhiều thì cho để cho ăn nữa. Dạ. Thương bà quá cả nhà. Bao nhiêu đây? Gạo còn có nhiêu đó thôi hả bà? Gạo bà còn có nhiêu đó thôi đúng không? Bà trộn hai loại gạo vô hả? Gạo dẻo. Dạ. Gạo thơm á. Dạ. Bà nấu như thế này, bà ăn một ngày. Ăn một ngày này là cá chó cá. Dạ, nấu cho chó ăn luôn. Cho ăn luôn. Dạ. Hôm nay còn cá thì bà ăn cá. Hết cá ăn. Bà ăn với cái gì bà? Là xuống làng mua. À. Xuống làng mua lại. À, khi nào hết tiền thì sao? Hai hết tiền là xin con lại. Xin con cho. Là con cho là cho một tam là đi mua ca, mua hèn. Dạ. Mua bảy bả hè. Dạ, mua bảy bả vậy thôi. Mua dầu nè. Chờ cơm chín bà ha. Vậy là xong rồi. Xong rồi. Xong nồi cơm. Ở trên này trồng á, ba con người ta trồng cũng đã khó khăn rồi. Mà nó còn hư như thế này nữa cả nhà. Đó. Sâu mọt nó ăn hết rồi. Coi như hồi nãy bà tính để một nửa, bà ăn một nửa đúng không? Cho nên là sâu ăn rồi. Giờ sâu ăn coi như là bỏ. Là bỏ. Không có ăn nữa. Không ăn nữa, ăn không được nữa. Dạ. Ừ. Coi như là ăn có nửa trái thôi. Ăn có nửa trái thôi. Dạ. Đây có ăn không được nữa, sao ăn rồi? Có khi nào bà hết đồ ăn mà con gái chưa kịp lên thăm bà á? À, cho tiền bà mua gạo ông ấy rồi bà phải nhịn không? Nhịn chứ. Nhịn luôn hả? Nhịn luôn. Còn cá là xuống xin gạo chân ta đây này. Xin bà con trong làng. Xin cho xuống choài đây này xin là người ta cho là một xuông đây. Người ta cho. Cho gạo. Cho gạo. Trời ơi. Bà ở trên này khi nào mà con gái lên không kịp á, con cái với cháu bà lên thăm bà không kịp mà bà hết đồ ăn đó cả nhà, là bà đi xin, đi xin bà con ở gần trên đây núi á. Đây này, ở trên là núi bà đây đi này. Bà xin ở cái miền đất Ninh Thuận này cả nhà, khi trên những cái vùng núi á,
Những ngày qua Xuân Bắc đi, Xuân Bắc thấy thì thường ở trên những cái vùng núi sẽ có bà con người ta ở, nhưng mà mỗi một nhà ví dụ cách nhau cũng nửa quả núi cả nhà, thì họ ở trên đó họ làm và họ trồng trọt chăn nuôi giống như là bà vậy đó. Bà ở đây là cũng gần 40 năm, từ hồi 20 tuổi mà năm nay bà 60 tuổi. Bà chia sẻ thì bà ở đây quen rồi, từ hồi giờ bà ở quen rồi cho nên là bà ở trên này luôn, bà không có về làng, lâu lâu con cái lên thăm thôi. Đây này, cắt nữa ăn Có được nữa. có miếng này thôi. Ừ. Dạ Ừ, đây này. Đây này bỏ. dạ trong này có ớt nữa này cả nhà, đó ớt này là ớt chim ị á, ớt này là ớt chim ị nè cả nhà, nó cay lắm nha. Trên núi thường thường hay có những cái ớt này này. Hồi ớt này Xuân Bắc ăn thử rồi, đợt trước ăn mì gói ở trên cái rẫy của ông cụ ở trên núi á, ăn thử ớt này rồi cay xé lưỡi luôn nhưng mà thơm. Rồi bây giờ bà nấu ha, Ừ. hay là bây giờ để cái này mình cắt ra, Ừ, cắt ra. dạ nấu với cá bà À, nấu cho cá. ha. Dạ bà đổ ớt ở đây đúng không? Ừ, được đây. Dạ rồi đây. Dưới cái Bữa cơm của bà cụ cũng đơn giản như vậy thôi cả nhà. Con trái mướp à. Rồi bà nấu với một con cá khô. Và bà ăn với cơm. Vậy là xong bữa cơm bà ha. ừ hãy nấu canh là ăn ăn cơm. Trên này bà có ăn mì gói không? Ăn chứ, Có mì gói ăn không? ăn Dạ. mua hai con xong, mua mua đêm tơ là năm gói À. là ăn là 2 3 4 ngày là ăn một gói, hai ba Dạ. bốn ngày là ăn một gói. À. Ừ. Lần con lên là cho mấy gói vậy? 5 gói 5 gói. là tiền là 100. Dạ. Ừ. Một con cá nhỏ đó. Cá nhỏ thôi hả? Ừ, cá nhỏ đó. Bà không dám ăn Ừ. cá to cả nhà. Con này có chút xíu à. Cả nhà thấy là đó. Được 2 ngón tay à. Xíu. Ừ. Cái này có rửa lại không bà? Rửa chứ. Có rửa lại ha. Rửa Con lại. để đây cho bà nha. Ừ. Một, hai, ba. Ba con cá này cả nhà. Đó, ba con cá này bà ăn 2 tuần. Hai tuần, Dạ. hai tuần, Hai hai tuần. tuần ăn. Chờ con cái lên cho tiếp. Đó. Còn cái bịch cá cơm kia hư rồi. Hư để cho chó ăn. Dạ. Cá đây là rửa. Bà rửa con đó hả? Ừ, con đây. Con nhỏ hơn nữa Ừ, hả? con nhỏ hơn. Nhỏ xíu à? Con nhỏ nhất. Thương bà quá. Lần bà đi lấy nước là chắc là bà đi lấy cái can này hả? Bà không À, bà, xong rồi bà về bà đổ vào đây. cái cành kia. À, cái Ừ, can kia, cái thế can này hả? cái cành này Cái can này. thế cả hai cái đây có. À. À, thế hai cái đây là mình đổ đổ cho đây. Dạ. Nên nước nước đây là nước mưa 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 ngày qua này, Dạ. nước đây này, bít đây này, bít đây này. Dạ. À, nước mưa qua. Nước mưa. Ừ, nước Mưa mấy mưa. ngày nay mưa là bà hứng nước mưa. Ừ. Không là bà đi bà xách 2 cái can này. À, xét cả hai cái canh đây, Dạ. măng măng cái đây thì không có nở. Dạ. Ừ, nặng quá. Nặng quá. Ừ. Rồi thôi bà nấu canh đi nha. Ừ. Bữa canh của bà có nhiêu đây nè cả nhà. Đó, nửa trái mướp hư mất nửa rồi, là chiều nay không biết bà ăn gì luôn nữa cả nhà. À, một con cá bà rửa rồi bà đang để đây, rồi vậy bà nấu thôi. Bà nấu với muối muối hạt đó, muối hột đó cả nhà. Đó. Đây này, hai hết cá là ăn ăn xì dầu.
hết cá là ăn xì dầu. Ừ, hai hết cá là ăn xì dầu. Đây cả nhà vô đây nha. Xuân bắt mang cái này vô cho bà này. Cơm nghe mùi thơm rồi bà ha. Cơm nghe mùi thơm rồi. Rồi, đây, hết cá là bà ăn xì dầu đây hả? Hết cá là ăn xì dầu. Dạ, ăn cơm với xì dầu không? Dạ. Làm ớt đây nè. Dầm ớt ăn hả? Dầm ớt rồi là mình đổ vô là ăn. Ăn thôi. Ăn với nước tương xì dầu ớt, ăn với cơm. Dạ. Ăn bơi ba chờ ở rừng. Ăn bậy bạ vậy thôi. Dạ, ở rừng. Ở rừng. Dạ. Ở rừng xa nữa, ốc phải gần không? Dạ. Ở rừng xa, lên trên này xa thiệt. Xa thiệt chứ, anh chưa khô, nước chưa khô đâu này. Con đi con tưởng là lên này không nổi luôn á. Dạ. Cái suối ở dưới á, con bị mắc kẹt dưới. Xe nó vượt lên không được. Tại vì đá nó trơn á. Đá trên nước đó, đi không được đâu. Dạ. Bà biết hôm nay con ghé con thăm bà để làm cái gì không bà? Làm nấu ăn. Để nấu ăn. Để nấu ăn. Dạ. Để nấu ăn. Nấu cơm. Hôm nay con tới con thăm bà, con gửi cho bà một phần quà. Quà cái gì con tặng? Dạ. Quà cái gì con tặng? Con tặng cái gì á hả? Bà biết con tặng cho bà cái gì không? Không biết đâu. Không biết hả? Không biết đâu. Bà vui không? Vui chứ. Hồi nào giờ có ai tặng quà cho bà không? Không có đâu. Bà ở trên đây gần 40 năm rồi không ai tặng quà gì cho bà hết hả? Hôm nay con tới á. Không thấy người ta xuống đây thăm bà đâu. Không ai lên đây thăm bà hết. Người ta đi rồi đồ thì thấy. Thôi bây giờ con không nói quà với bà trước đâu. Chút xíu con cho bà bất ngờ. Chút xíu con gửi cho bà rồi con cho bà biết luôn. Chứ giờ con nói cho bà biết trước rồi. Chút xíu bà không bất ngờ nữa. Nhưng mà bà sẽ có quà. Bà chờ xem quà của con là cái gì nha. Bà có hồi hộp không? Hồi hộp chứ. Hồi hộp hả? Bây giờ là hồi hộp không biết quà gì đúng bà? Quà cái gì là con bà không biết đâu. Không biết. Không biết đâu. Bà có muốn biết bây giờ luôn không? Muốn chứ. Muốn. Dạ. Cơm xạ phẹt chế phù. Cơm chín thơm bà ha. Ừ. Bây giờ bà ăn cơm cả nhà. Đây là bữa cơm hàng ngày của bà cụ. 60 tuổi, bà sống ở trên núi, trên rừng. 30 mấy 40 năm nay cả nhà. Khi mà bà có tiền, con cái cho tiền. Bà có tiền thì bà mua cá, bà ăn. Còn không có tiền thì mua cá để mua gạo ở cả nhà. Thì bà đi vay, đi mượn. Không có cá thì bà ăn nước tương không bà hả? Hôm nay có cá là bà đâu có ăn với nước tương đúng không? Dạ. Hôm nào không có cá bà mới ăn cơm với nước tương, xì dầu. Xì dầu, tương. Ăn bậy bạ vậy. Ăn bậy bạ vậy thôi. Ăn cho nó sống. Ăn để sống.
cái nồi có chút xíu vậy thôi bà ha. Đó, bà múc ra cái chén cái là thấy hết nồi rồi cả nhà. Có một con cá chút xíu thôi. Hả? Đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi. Đủ ăn một mình bà già. Dạ. Hồi trước bà chia sẻ đó, bà ở hồi trước thì cũng có buồn, nhưng mà bây giờ quen rồi. Quen rồi. Hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Dạ. Lâu rồi. Lâu rồi. Ừ, lâu rồi là hết buồn rồi. Bây giờ chị có thích sống một mình ở trên này thoải mái không bà? Khoái quá. Thoải mái hả? Ừ. Dạ. Ăn ngủ ngon, ăn ngon, ăn no rồi ngủ. Ăn no rồi ngủ. Ừ. Bà ăn cơm cho no. Ừ. Ăn no rồi xong rồi quét bữa đây cho quét sân. Quét sân. Con nói là bà ăn cơm cho no. Ừ. Bà no bụng xong con sẽ gửi cho bà phần quà của Mạnh Thường Quân. Ừ. Hồi nãy con tính nói cho bà biết là quà gì để bà khỏi phải nôn. Ừ. Bà nôn trong bụng á. Ừ. Nhưng mà con muốn giữ để cho bà cái bất ngờ. Tới giờ bà cũng không biết quà gì luôn. Ừ, bà không có biết à. Bà muốn quà gì? Không muốn. Không muốn quà gì hết hả? Như bà có mơ ước gì không? Ừ. Không luôn. Không luôn. Không mơ ước gì hết. Ở hàng ngày đơn giản bình dị như thế này ở trên núi thôi. Ừ. Qua ngày vậy thôi. Ừ. Dạ. Cái ngày rồi tối là sáng rồi tối là ở tòa đây không đi đâu được hết. Không đi đâu hết. Ừ. Ở tòa không. Dạ. Ừ. Bà ơi, hôm nay anh em con đi lên trên cái vùng núi ở trên này nè. Rồi tình cờ biết bà ở trên đây, bà ở có một mình, thì anh em con vào thăm bà, con mang theo một phần quà để gửi đến bà, đó là hai thùng mì tôm, con gửi cho bà ha. Ừ, chắc là bà ăn không nổi. Bà ăn không nổi, bà để dành bà ăn từ từ. Để dành ăn lâu được không? Được. Đây thì bà để bà ăn một hai tháng gì vài tháng cũng được. Ừ. Bà ăn bà cứ bóc ra bà ăn lúc nào bà ăn dành bà ăn nha. Ừ. Bà cất ở trong nhà á. Nha bà. Ừ. Hai thùng mì. Bà vui không? Vui chứ. Vui. Dạ. Mừng nữa. Mừng hả bà? Bà mừng nữa. Dạ. Mừng hai bị mì tôm luôn. Dạ. Bà có muốn quà gì nữa không? Muốn cứ hai đây. Muốn thêm quà gì nữa không? Không hả? Không muốn thêm quà gì nữa. Quà bà gì? Bà muốn thêm quà gì nữa con gửi thêm cho bà này. Bà có muốn thêm gạo không? Thêm chứ. Thêm chứ. Thêm chứ. Dạ. Nếu con cho con bà mang... là bà cũng mừng. Dạ. Ừ, bà mừng con nữa. Dạ. Ừ, con cho mà. Dạ. Bà vui không? Bà vui chứ. Hồi nào giờ không có ai lên đây thăm bà. Vui quá nè. Dạ. Vui quá mà. Thương bà quá cả nhà. Không có ai lên đây thăm bà hết. Bây giờ con sẽ cho bà bất ngờ hơn nữa nha. Hồi nãy bà hỏi là con tính nói cho bà rồi. Nhưng mà con muốn để cho bà có cái bất ngờ một chút xíu. Hôm nay con mang tới cho bà. Ui. Trời ơi, bà mừng thiệt chứ. Dạ. Bà mừng thiệt chứ. Bà mừng không? Mừng. Chưa hết nha. Ui. Đây, nhiều lắm này con. Đây là hai bịch cá. Ủa, bịch này rách rồi. Để trong này nó rách. Cái này bà lấy gì bà cột lại giùm con nha. Dạ. Đây là hai bịch cá ngân khô. Dạ. Mỗi bịch là 1 kg.
Một ký. Dạ, con gửi đến bà là 2 ký cá. Hồi nào giờ có cá nhiều vậy không bà? Có, ở chợ thì có. Tại là mình mua là... Bà đang xúc động. Ở chợ thì có. Ở chợ thì có. Dạ. Ở chợ thì có nhiều lắm. Còn mình không có. Mình là không có đâu. Dạ. Không, con hỏi bà là hồi giờ nào giờ bà có nhận được cái phần quà mà nhiều cá, nhiều mì như vậy chưa? Chưa. Chưa? Chưa, chưa một lần nào hết á. Từ nhỏ con, tới lớn luôn. Tới nhỏ tới già đây này. Không gặp đâu. Không con, gặp. Con một lần đây hả? Dạ. Một lần đây con thăm bà già này. Dạ. Rồi con để đây cho bà nha. Yeah. Con tạm thời con để đây xíu nha. Yeah. Con muốn cho bà bất ngờ từ từ. Ừ. Hai chai nước tương nha bà. Ừ, tương nữa. Hai chai nước tương. Ồ, bà già mừng thiệt cho. Dạ. Mừng thiệt á. Mừng không bà? Mừng chứ. Rồi con tạm thời con để đây. Ừ. Hai chai nước tương. Hai chai dầu ăn nha bà. Sao mà tăng nhiều quá con? Dạ. Con mẹ nhiều quá hả? Nhiều lắm, con, mẹ cũng mừng chứ. Dạ. Mẹ thương nữa, thương con nữa. Dạ. Nhiều quá hay là thôi, không tặng nữa. Ủa? Biết gì con, nếu con cho bà dạ. lấy. Con nói đùa với bà thôi. Con gửi bà thêm hai chai dầu ăn nha. Hai bịch bột ngọt. Ơi, bà già mừng thiệt cho. Dạ. Mừng thiệt ha. Dạ. Ồ, tăng nhiều lắm à con. Hai bịch bột ngọt con để đây nha. Dạ. Bà đang xúc động cả nhà. Hồi nào giờ bà không thấy món quà nào nhiều như thế này. Có một lần đây hả? Có một lần đây thôi. Có một lần đây hả? Chưa hết nha. Chị. Ba bịch muối nha. Hai bịch bột ngọt. Ừ. Con để đây cho bà luôn nha. Ừ. Rồi. Bà biết gì nữa không? Gạo. Gạo. Bà thấy trong cái này. Thấy bà thấy trong này. Gạo nữa nè. Đây, con mang thêm cho bà 10 ký gạo nữa. 10 ký gạo nữa bà nha. Đây là tổng cộng phần quà con mang đến con gửi cho bà ngày hôm nay. Để bà ăn dần. Con cũng mừng chứ, con mừng con thiệt ha. Bà tự nhiên bà xúc động cái bà không biết nói gì luôn cả nhà. Mừng thiệt ha. Dạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Bà ở trên này có một mình, bà nhớ giữ sức khỏe nha. Lâu lâu con cái lên, cháu chắc lên chơi với bà. Nhưng mà bà phải giữ sức khỏe. Bà nha. Bây giờ là có cá, có mì, có gạo, có dầu ăn, có nước tương, có muối, có bột ngọt. Đầy đủ rồi bà ha. Đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Không thiếu gì hết. Cá khô, muối, bột ngọt, dầu, tương, gạo, mì tôm, đầy đủ hết. Mừng con. Dạ. Dạ rồi. Cả nhà thân thương, bà cụ đang rất là vui, bà đang rất là xúc động cả nhà. Xuân Bắc cũng không biết nói gì hơn. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn món quà của cô Mạnh Thường Quân. Cô ở bên Canada, cô giấu tên. Cô không muốn bắt Xuân Bắc công khai tên của cô ở trên video. Cô gửi cho kênh của Xuân Bắc một số tiền quỹ. Thì hôm nay con cũng đã dùng số tiền của cô mua những cái phần quà ở những tập video trước nữa. Con mua những cái phần quà gửi cho bà con. Cảm ơn tấm lòng của cô rất là nhiều. Cô ở bên Canada xa xôi. Cô mở tấm lòng vàng để mà gửi những cái phần quà cho bà con khó khăn miền núi. Cảm ơn cô đã tin tưởng kênh của con. Gửi cho con
cái được cái niềm may mắn là đi lên được những cái vùng núi như thế này, gặp bà con giống như ngày hôm nay gặp bà cụ ở đây để gửi cho bà một phần quà. Đây là một cái niềm vui rất là to lớn với bà con miền núi cả nhà. Họ ở trên này lâu, rất là lâu, giống như bà cụ là ở gần 40 năm và chưa bao giờ có được một cái phần quà nào mang lên tới trên này gửi tặng cho họ. Họ rất là vui. Làm cho Xuân Bắc cũng rất là vui, thấy cái công việc mình làm có ý nghĩa cho cộng đồng, cho bà con, rất là vui. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân ở xa xôi gửi đến cho bà con những cái phần quà. Xuân Bắc không biết nói gì hơn, thay mặt bà cụ gửi lời chúc sức khỏe đến cô Mạnh Thường Quân cũng như tất cả các anh chị cô chú Mạnh Thường Quân của kênh Xuân Mắc Vlog và quý vị khán giả đang theo dõi của màn ảnh nhỏ, kính chúc thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình. Con với bà chào khán giả nha. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ, bà vui không? Vui chứ. Dạ. Thương nữa chứ. Dạ. Con nữa. Dạ. Rồi thôi, Xuân Mắc tạm biệt cả nhà nha. Bà gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Yeah. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Yeah. Bà nói đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bà, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Gửi cho bà phần quà. Dạ, phần quà. Chúc bà già. Dạ, thôi bà đang xúc động, bà không nói được cả nhà. Xuống mắt gửi lời cảm ơn thay cho bà. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô chú, anh chị, quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt nha.